xin chào tất cả bạn đang mặt trên kênh của mình. Thì mình làm review game Bodo đây. Hôm nay mình sẽ sao hết đồ trong Free Fire của mình ra nhá. Ok, mình xin được bắt đầu. Đầu tiên mình đến nhân vật của mình đây. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 con nhân vật. Ok, 10 con nhân vật. Rồi, đến bộ đồ. Thì còn con trai chứ nhá. Còn con trai mình còn những cái này này. Tóc, mũ. Thì mũ thì mình còn những cái bộ đồ này. Tóc này, cái này này. Cái này này, đây này. Đấy, đây. Chỉ này thôi, đấy. Đấy. Ok. Này thôi. Những cái đồ này. Ok, mình sẽ đếm nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 9 này. Cái này mình chỉ được thử 4 ngày, 1 giờ nhá. Đây này, đây này, đấy. Đấy, ok. Đến cái này nhá. Đến cái này thì xem nào. 1, 2, 3, 3 rồi nhá. 4, ok. Bây giờ, đi đây. 5, đấy. Thứ nhất là cái mặt nạ này này. 6, đấy, mặt nạ giấy. Cái đây là mặt nạ Toshiro. Đây là kính răng hồ. Đấy. Mặt xe mắt lừa. Mặt xe mắt u u. Mặt nạ chó điên. Đấy. Mặt nạ rocket. Mặt nạ ngọc huyền bí. Đầu sắt thụ bí ngô này. Núi hè này. Đầu quà bất ngờ này. Đấy. Đầu con mắt house. Đấy. Đầu lam đấu vật. Đấy. Mặt lạ hoàng quyết. Thân bịt mặt nam ý. Đấy. Đây là những người phóng sự. Đấy. Rất là ngầu. Tiếp theo là băng che mắt gà cu te. Đấy. Băng che mắt gà con. Đấy. Băng che mắt áo lót, lót, tiếp theo gì, kính phong cách street, đầu đôi mắt Ai Cập, đấy. Cơ bản, đấy, cơ bản mình không nói gì nhiều nữa, đấy. Tiếp theo là, tính cái này nhá anh em, có áo samurai này, áo bộ tộc, ô, áo bộ tộc ở răng kiếm này. Áo kipok kìa, áo vệ thần Ai Cập, áo đặc nhiệm Omega, sĩ quan áo, vest sườn xám, áo hacker, làm, áo Toshiro, áo túi cổ, áo giang hồ, áo chó điên, áo rocket, áo bóng rổ, áo sắc thụ bí ngô, dạ, áo tù trưởng, áo người hùng 2019 nam này, đấy, áo kỷ hợi này, lá khoa anh em ơi, áo kỷ hợi này, áo lam thủ thọ này, đấy, khách quấn qua. Áo nam đổ vật này. Không sao hết đồ. Áo cao bồi này. Ra từ bao giờ? Áo thợ ống nước. Người ra. Thôi nhiều rồi. Có thằng này. Áo vàng SC4. Áo kate. Chơi đồ trăng. Áo tù nhân. Áo vàng của tóc. Áo vàng X5. Áo X5. Vàng sờ 6, vàng sờ 7, đấy, áo khoác, cơ bông, áo vàng, 8, áo huyền thoại, sờ 8 nha anh em, áo huyền thoại sờ 8 này, áo khoác, đặc hiệu Omega, đấy, tiếp theo này, áo 8 triệu like, đấy, áo thun, SFWC, cái này lấy của ai đấy, xe đi lập chính viên, xanh, áo mũ sĩ quan, đấy, thì em khách cá mập, anh quần, áo phông hoàng gia một, áo phông tận thế, áo khoác cộc, áo khoác cướp biển nhá, ok, áo cấu trúc kê nè,
giáo phong thần Ai Cập. Phong thần Ai Cập. Phong thần Ai Cập. Chúa thiên nhiên. Thiên nhiên là nhiều vãi. Đây, áo phong thần Ai Cập này, áo phong đặc nhiệm này, áo lúa ba trắng này, đây, còn đâu là mấy cái này, tiếp theo mấy cái này thôi, thì rất là lung tung, đây, mấy cái này này, đấy, mấy cái này này, chắc hết đồ luôn đi, ok, tại vì chuyển lại đồ đấy, ừ, cứ để như thế này, ok. Tiếp theo mình sẽ chuyển ra nhân vật nữ. Ai, thằng này gần khi đi. Đâu, bố này sẽ cho bạn nhá. Bố bộ đồ đăng kiếm này, tóc cờ bông này, bố gọi bóng chay này, tóc như cận sát này, tóc báo đen này, tóc rocket này. Dòng này đồ nữa là gì? Tóc tiên. Bố tao. Mà. Và bố rơm hải tặc. Đấy. Tiếp theo này. Mặt nạ lứa chiến binh La Mã này, mặt nạ ôi có dần trong vụ này quá, nữ hoàng Ai Cập, đầu phiền cẩn hoàng cũng có tiền thằng này đặc hiệu des anh có cái mũ gì vậy đấy, mấy cái đấy cả hai là ha cái này đây mấy cái này thôi. Đây là bao nhiêu tiền? Rất là nhiều luôn anh em ạ. Phải khá là lâu. Mua mấy cái tên này. Để làm đâu? Kêu nó cả, kêu nó cả. Bố quả thích đi. Của anh bao giờ cũng có tiền của tao đấy. Quá mà. Cũng có tiền của tao đấy. Mẹ mày. Tiếp theo đến quần nha anh em. Quần đây này. Đây, đây. Đây, này. Quần. Why you how? Why you how? Mày cũng why có tiền thì làm sao? Tiếp theo lấy được cái này này. Rất là nhiều. Giày luôn này. Rất là nhiều giày luôn. Và đây cái này thì mình sẽ có cái này là 1 này, cái này là 2 và cái này là 3 và cái này là 4. Ok. Cái này là tiếp theo này thì sẽ tiếp về như vật lan tiếp. Quần này, quần người mới này, quần này. Đấy, mấy cái này thôi. Đấy. Giọng là nhức quen dùng cái thằng này. Đấy. Được vào anh. Đấy, cái này thôi. Đấy. Ok, đúng rồi. Đấy, cái này, cái này, cái này, cái này. Còn đứa xấu. Cái này, cái này này. Cái này, cái này. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Ok. Dạ. Ra thần chết này. Ra thần chết. Mực trong mơ. Ok. Tiếp theo mình sẽ đến phần trợ thủ. Xấu vãi. Thì mình lên luôn có dùng cái con buồn đi. Mình có hai loại skin rồi. Nhưng mà mình dùng skin này và hành động mình có full hết. Ok. Mua mình có full hết. Ok. Rồi phải sẽ có lại sự vãi chào full hết. Đến phần sưu tập anh của mình nhiều vẫn là đây 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 anh kim cương này chắc có vẻ anh có vũ này hình vũ khí không em có phun hết luôn đây này đấy phun hết hình hình vũ khí đây là kim cương này ok rất là nhiều luôn ok như cái đàn ok như cái xe là điện thoại này đấy rất là nhiều. Đấy, anh thì anh hát gà tặng anh em ạ đây ừ. Anh nhiều tiền thế này này đấy đây là bao nhiêu tiền mấy triệu rồi đây cái loại này giáo biết ba lô có xem ạ một hai cái lô là gì đấy bảy tám chín muốn hết sạch luôn ba lô nhau không có mình năm cái ba lô nhá ok hòm sắt thì mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái.
Dù mà nước không có, chỉ có sự vũ khí thôi. Đấy, em đến hộ mình cái rất là nhiều luôn. Ok, tiếp theo đến là ván lướt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái ván lướt. Vũ khí. Anh hát thật à? Vũ khí này thử 3 ngày. Vũ khí này thử 17 ngày. Ui giời, vũ khí này bắp. Ui bắp, vũ khí ui bắp. Em phun hết. Phun hết. Chơi xem bao giờ thử bác xem nhé. Điều nhé, điều nhé. Chơi xem thử bao giờ bác xem. Điều, điều, điều. 8 ngày, 1 giờ. Tiếp theo là họ số văn sáng sinh. 14 ngày 2 giờ, ok. Tiếp theo AK là AK sáng sinh 6 ngày 2 giờ. Tiếp theo là UMB giáng sinh, UMB Halloween thử 2 ngày 2 giờ. Tiếp theo là cái này vườn viếng luôn, vườn viếng xuống luôn. Cái này, cái gì đây? Không biết nữa, cái này là chắc đi biển anh em ạ. Thử 17 giờ. Tiếp theo là đến cái này đi biển luôn. Là thử 14 ngày 17 giờ. Tiếp theo sờ ca. Sờ ca cái này ấy, là mình được 3 ngày 17 giờ. Tiếp theo là 6 ngày 17 giờ. Còn cái này vườn viếng. Tiếp theo cái này em 68 ngày 1 giờ. Không ngày. Tiếp theo là cái này này. Cái này có rồi. Tiếp theo là khẩu cái chạo. Cái này cũng có rồi, cái này cũng có rồi, cái này cũng có rồi. Anh còn thiếu hai cái da nữa. Đấy, đấy. Rất là nhiều luôn. Bây giờ còn cậy bóng chày thiếu một cái. Mình có ba, còn bóng kia mình có thế này. Ui, không tiếc một cái đấy. Hai cái này thôi. Tiếp theo mình có hành động này này. Hành động này, hành động này. Và hành động này, hành động này và hành động này. Anh làm sao mà nhiều. Thì clip của mình đến đây là kết thúc. Nếu anh em thấy hay anh làm sao mà nhiều trong like, xem một subscribe nha, bye bye.